坐二十一路公共汽车，坐二十一路公共汽车。Đi xe buýt số 106. 坐106路公共汽车。坐106路公共汽车。Bây giờ là từ đến được. Đảo. Âm Hán Việt là đáo. Đảo. Đảo. Đều đến được. Tâu đảo. Tâu tảo. Hãy thử nói, xe buýt số 21 và số 106 đều đến được. Lù hứa yao lính liêu lù cung cung chỉ chưa tâu tảo. 21 lù hứa yao lính liêu lù cung cung chỉ chưa tâu tảo. Hãy nhắc lại từ và. Hứa. Hứa. Hãy thử nói đến trường rồi. Ở đây có nghĩa là đang muốn đến trường và đã đến nơi rồi. Tao xuế xẻo lợ. Tao xuế xẻo lợ. Chúng ta đến nhà ăn rồi. Wo men dào san tīng lợ. Wo men dào san tīng lợ. Hãy nói bố mẹ lúc nào đến. Bà má sớm mà sớm hồ tạo. Bà má sớm mà sớm hồ tạo. Hãy nói lại lúc nào. Sớm mà sớm hồ. Sớm mà sớm hồ. 4 giờ kém 15 phút là đến nơi. Chà 15 phân 4 điểm chiêu tạo. Chà 15 phân 4 điểm chiêu tạo. 4 giờ kém 15. Chà 15 phân 4 điểm. 5 giờ kém 10. Chà 10 phân 5 điểm. 10 giờ kém 5. Chà 5 phân 10 điểm. Nghe nói anh cậu hôm nay đến chơi. Lúc nào đến nơi? Thính shuo nǐ ge jīn tiān lái wǎn. Shěn me shí hǒu dào? Thính shuo nǐ ge jīn tiān lái wǎn. Shěn me shí hǒu dào? Mình cũng không biết. 我也不知道. Bây giờ là từ lái trong lái xe. Chí. Âm Hán Việt là kỵ. Chí. Lái xe. Chí chưa. Lái xe đạp. Chí tự hành chưa. Từ này chỉ dùng cho những phương tiện như xe điện, xe đạp, xe máy. Cậu có đi xe không? 你骑车吗? 你骑车吗? Không, mình ngồi xe buýt. 不,我坐公共汽车. 不,我坐公共汽车. Mình không đi xe đạp, mình đi xe buýt. Wǒ bù qǐ zì xíng chē, wǒ zuò gōng gòng qì chē. Wǒ bù qǐ zì xíng chē, wǒ zuò gōng gòng qì chē. Hãy nghe từ nhanh. Khoài. Khoài. Âm Hán Việt là khoái. Cũng rất nhanh. Yě hěn khoài. Yě hěn khoài. Ngồi xe buýt cũng rất nhanh.
坐公共汽车也很快。坐公共汽车也很快。Đi xe đạp cũng rất nhanh. Chí tự hành xe也很快. Chí tự hành xe也很快. Đi bộ cũng rất nhanh. Dầu lù也很快. Dầu lù也很快. Hãy nhắc lại từ chính là. 就是. Chính là từ điển tiếng Hán tiếng Nhật. 就是汉语日语词典. Đây chính là xe đạp của mình. 这就是我的自行车. 这就是我的自行车. Đây chính là xe ô tô của mình. 这就是我的汽车. 这就是我的汽车. Cậu ấy chính là em trai mình. 他就是我弟弟。他就是我弟弟。Trong bài này, từ chiều còn có nghĩa là chỉ thời gian ngắn, là đến. Chiều tảo. 15 phút là đến nơi. 15 phân trung chiều tảo. 15 phân trung chiều tảo. Hãy chú ý từ trung, trong, phân trung. Từ trung được dùng khi nói phút hoặc giờ đứng riêng. Ví dụ 10 phút. 10 phân trung. 20 phút. 20 phân trung. 3 giờ đúng. 3 điểm trung. 5 giờ đúng. 5 điểm trung. Hãy nghe từ khuôn viên trường. 校园. Âm Hán Việt là hiệu viên. 校. 校. 园. 园. 校园. 校园. Hãy nói phía đông trong khuôn viên trường. 校园的东边. 校园的东边. Phía tây trong khuôn viên trường. 校园的西边. 校园的西边. Phía bắc trong khuôn viên trường. 校园的北边. 校园的北边. Hãy nhắc lại từ Việt Nam. 越南. Hãy thử nói phía nam. 南边. 南边. Phía đông nam. 东南边. 东南边. Phía đông nam trong khuôn viên trường. 校园的东南边. 校园的东南边. Ký túc xá của mình ở phía đông nam của khuôn viên trường. Tôi ở ký túc xá ở phía đông nam của khuôn viên trường. 我的宿舍在校园的东南边。Hãy nhắc lại, dưới nhà, dưới tầng. 楼下, 楼下. Ở trong bãi để xe dưới tầng. 在楼下车棚里. 在楼下车棚里.
Phòng 806 tầng 8. 3楼 806 号. 3楼 806 号. Tòa nhà giảng dạy. 教学楼. 教学楼. Tòa nhà ký túc xá. 宿舍楼. Tòa nhà số 5, nguyên văn là số 5 tòa nhà. 5号楼. 5号楼. Tòa nhà số 5 đông, ở đây có nghĩa là tòa nhà số 5 phía đông,